quay gần đấy, quay gần cái đồ ăn này. Cám cọc là ăn cám đảo với cơm như thế này. Cơm hôm nay hơi nát. Đây, mờ đấy. Có mờ. Có sẹo đây. Làm trước đây. Không sao nhau ăn được đây. Đấy. Đây nhá. Đây nhá. Đây là cái ăn khi mà cái con chó nó đang bầu thôi. Ăn này ăn phần của con khác thế không được, không được, không được, không được. Đây em ăn hết phần của em đi đã. Nhá, cho thêm nhá. Bầu bí được ăn thêm. Không, ăn thế thôi. Mời, mờ. Mờ lại nhường nó hả? Khả năng là mờ được thả cho nên là mờ ăn rồi. Đó, mọi người sẽ thấy là chúng nó ăn cái hạt này là chăm rất là nhàn ngâm ra thôi. Mọi người nuôi cọc hay là nuôi bắc hà mà muốn lấy thì đảo hạt với cơm đây cho sẹo thêm tí nữa. Rồi, đấy. Thấy nó ăn khỏe không? Quá khỏe luôn. Bắc hà, đây. Cho em thêm. Đấy. Đang nuôi con. Đây, con lõm. Mỗi con nó một nếp ăn. Sẹo ăn thừa. Rồi, ăn đi. Sẹo ơi. Sẹo, thôi lõm ơi, lõm. Lõm ơi. Phần ngón sẹo đấy, sẹo ăn nốt đi. Ăn nốt đi. Nào, kinh chưa. Bà đang bầu cho nên là bà đấy ăn khỏe. Kinh người. Sẹo ơi. Sẹo. Phần của sẹo. Hả? Con đi chắc thôi rồi. Ờ, có thể. Nó có thể nó nhường. Thêm mà nữa là có con kia nó đang xa lơ. Ơi sẹo không ăn thì thôi. Không ăn thì cho con lõm ra. Đây. Sẹo có ăn nữa không? Sẹo. Còn đang mãi đi đánh dấu với đang mãi ngắm cái con cái xa lơ. Phải nói là thua lõm rồi đấy. Mẹ. Cái tốc độ ăn này coi như là ăn bằng 3 phần bình thường hả? Ăn gì mà ăn nó lại gớm quá vậy. Bầu thì bầu rồi nhưng mà bầu cũng làm gì mà đến mức ăn đến mức nó ăn nó lại khủng khiếp vậy. Đó. Nhìn mấy con cọc ấy ăn là rất là nhàn vậy thôi chứ không có cái đơn giản nhanh chóng. Thôi sẹo ơi đừng có cắn dây. Không cắn dây đâu. Nào, dắt con sẹo ra đây. Dắt dây ra đây. Để giữ dây nó chứ nào không mà nó bắc hà. Lõm. Bắc hà ăn thế nào cũng được. Lần này sẹo thay lông còn chưa mọc lại lông. Nhìn sẹo như là cái lúc mới về rồi đấy. Nhìn sẹo như là cái lúc mà bắt sẹo về. Thay lông chưa mọc lại lông. Nhiều người ấy thì các bạn nhiều người thì nuôi các cái giống chó ta như là cọc hay là bắc hà. Mà mọi người lại nghĩ là con cọc với là con bắc hà cứ phải cho nó ăn ngô như ở trên bản là mọi người cái đấy là phải cân nhắc nhá. Bởi vì là trên bản ấy người còn phải ăn ngô nữa là chó. Vì ở trên đấy nó không có gạo mà nó chỉ có trồng được ngô thôi thì người ta sẽ ăn ngô. Nhà nào có điều kiện thì người ta cho ăn gạo. Còn khi mà chúng ta về xuôi này chúng ta nuôi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể dùng đồ ăn hạt, thức ăn hạt dành cho chó. Việc cái mà cho ăn hạt đấy của cái con chó Tây ấy, con chó Tây thì nó cần nhiều cái dinh dưỡng hơn con chó ta rất là nhiều. Thành ra là khi mà chúng ta cho nó ăn hạt của con chó Tây thì theo như mình thì mọi người nên đảo với lại một phần cơm cho nó, đảo một phần cơm. Đó như mình cho ăn đó là nửa hạt nửa cơm. Với này con cho ta, với con cọc. Đó. Thì đây là cái thực tế là mọi người có thể nhìn.
được là những cái con chó mà mình nuôi đây, là con này nó đang nuôi con này, con này thì đang bầu này, đang bầu. Cọc con đực này thì thay lông, giúp lông xong rồi nhưng mà chưa mọc lại lông, nên là người nhìn lông nó chưa đó. Đó thì kể cả là Mông Cọc hay là Bắc Hà đều cho ăn hạt ok hết. Mình thì đang dùng cho tất cả bọn này, cả cho Tây cả cho ta, là cái hạt Bravo nhập Đức. Giá thì bình dân thôi chứ không có đắt đâu. Cái tiền chăm ăn bằng đồ ăn hạt cho một con cọc này tính trung bình ra ở cái quãng cân của nó khoảng tầm 20 cân. Con to thì nó hai mấy cân, nhưng con nhỏ thì nó có thể là 17, 18, 19 cân thôi. Thì tính trung bình ra một con chó trưởng thành thì nó chỉ ăn hết khoảng tầm 15.000 một ngày, 10.000, 15.000 một ngày thôi. Thế thôi. Có thể một người mà đảo với cơm thì có thể nó có khi nó chỉ 5.000 một ngày. Đơn giản và nhanh chóng, rẻ, nhanh. Ăn hạt ấy thì nó có một cái lợi thế là gì? Nó không bao giờ bị lo ở cái việc là cái chất lượng thịt ngày hôm nay như thế nào, thịt ngày hôm nay có hóa chất không, thịt ngày hôm nay có ôi thiêu không, có mua phải thịt bẩn không, hay là thịt ngày hôm nay có phải loại khác không. Tức là cái hạt ấy thì nó luôn luôn nó ổn định, đấy là cái lợi thế của nó. Đó, 4 con, quay để cho có đủ 4 con đấy. Mở ra đây ra nào, mở. Kinh. À, vậy nữa, ra đây. Để quay làm sao để zoom xa để cho nó lấy được hết tất cả mọi người. Mở, mở đâu? Ra đây. Mở. Ra đây nào cho đủ bộ. Ra đây. Ra hẳn đây, đứng chung vào đây. Ừ. Con vẹn nữa, con vẹn chạy đâu rồi? Vẹn ơi. Quậy được không? Quậy nó đi. À. Rồi, làm xuất. Nằm hẳn xuống. Nhanh, sắp yếu pin rồi. Nằm hẳn xuống đấy. Thôi được rồi nhá, quay thế rồi. À khoan á, đây là sẹo này, lồi này, lõm này. Đây là bộ này, là bộ 3 con về chạy đầu tiên đấy. Sẹo về đầu tiên. Sẹo về đầu tiên rồi đến sẹo về đầu tiên này. Rồi đến lõm, rồi đến lồi. Tưởng lồi trước lõm. Nồi nõm chứ ai gọi nõm nồi. Xem về đầu tiên rồi đến lồi rồi đến lõm. Đúng rồi. Đây cám ăn đây. Ăn xong là còn vỏ đây. Đấy. Chứ không lại bảo là cứ nói thế chứ thực ra không cho ăn. Đây đây là vỏ đây nhá. Xếp này, cứ xếp ở đây để đến lúc mà có cái gì cần đến thì dùng vỏ này để mà làm bao đựng mấy cái rồi.